Các bác thân mến, đối với dòng loa Tannoy Sterling thì các bác đều đã biết nó có rất nhiều những mẫu model khác nhau từ những dòng HVK, RVK, TVK, T2V cho đến GR. Và trong phân khúc tầm tiền từ 70 quay về thì đối với dòng loa Tannoy Sterling TVK kép đây là một mẫu model rất là tuyệt vời để các bác có thể lựa chọn dòng model này. Không những thưởng thức về chất âm, ngoài ra thì các bác thấy về hình thức kiểu dáng của nó rất là đẹp mắt. Bởi vậy thì được rất nhiều bác lựa chọn dòng model này để sử dụng với mục đích nghe nhạc trong gia đình. Và tiếp tục ở chương trình video clip lần này thì em sẽ giới thiệu và quay tổng thể chi tiết về tình trạng của cặp loa Tannoy Citylink TVKW để các bác cùng quan sát về tình trạng của cặp loa này. Và nếu như các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì các bác có thời gian, các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để giao lưu mua sắm các thiết bị audio mà mình yêu thích. Và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về tình trạng của cặp loa này trước hết thì các bác nhìn thấy ở phía bên tay trái đây là bộ chân đế của cặp loa này các bác thấy chân đế của nó thì còn rất là đẹp và cái vải E của nó đồng đều với mặt E -cang. các bác thấy chân đế của nó thì còn rất là chắc chắn đấy chưa bị mục gì cả đấy vẫn còn rất là chắc đấy và cái giá chân của nó ở dưới này này đấy vẫn còn nguyên nguyên bản hết các bác thấy bên cạnh sườn của nó rất là mỹ mãn rồi với tình trạng của nó thì miễn chê từ cái chân đế đó là cái chân đế thôi còn ở bên này thì các bác thấy đây là tổng thể ở mặt trước khi chúng ta đậy cái e căng vào các bác thấy vải của e căng đồng đều với vải của chân đế rất là đẹp luôn các bác thấy ở trước mặt nó thì có chữ tan tanoi và sau đây thì em sẽ nhấc bỏ tấm e căng ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về cấu trúc driver của nó ở phía bên trong cặp loa này thì vẫn còn nguyên cả chìa khóa thì chìa khóa của nó thì em cũng đã bỏ ra rồi và em cũng đã vặn khóa mở rồi cho nên thì mình nhấc được cái tấm ếch căng này ra nếu như các bác khóa vào là chúng ta không mở được đâu các bác thấy được đây là tổng thể ở mặt trước của nó này với tình trạng của nó đồng đều nhau về cái màu sắc ở video clip lần này thì em sẽ quay cụ thể chi tiết các góc cạnh để các bác tự cảm nhận đánh giá về tình trạng của cặp loa này. Và em cũng để tạm tấm biển ra đây để cùng các bác quan sát được rõ ràng ở phía trên nắp của cặp loa này. Các bác thấy rất là đồng đều nhau về màu sắc, về vân loa. Đối với dòng này thì các bác thấy nó được thiết kế hai bên được bố trí ưỡn nghiêng về phía sau như thế này và những cái điểm này nó có những cái điểm g vào đây tạo ra một cái thiết kế nhìn rất là khỏe khoắn cho cặp loa này. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa bát có đường kính là 25cm. Nó sử dụng màng giấy và nó sử dụng gân cao su. Gông loa được bố trí màu vàng tạo nên sự nổi trội đẹp mắt về cái hình thức. Và ở phía dưới thì các bác thấy nó sử dụng một cái bảng vi tinh chỉnh khi chúng ta muốn chỉnh giải cao hay là giải trầm thì các bác có thể bạn chỉnh tùy ý theo cái sở thích của mình và cái bảng điều chỉnh này thì các bác cũng thấy rất là rõ Sitterling, Tannoy Đấy Ở hai bên sườn thì các bác thấy nó được bố trí những cái ô nhỏ như thế này Đấy lỗ nhỏ đây Đây là lỗ thông hơi Đối với dòng này thì nó được bố trí lỗ thông hơi Được check bên sườn loa như thế này Cặp loa này thì nó có trở kháng là 8 ôm Và có độ nhạy là 93 dB có giải tần số là 35 Hz cho đến là 25 kHz. Nó có công suất mắc lên tới là 250W trên một loa. Và mỗi một chiếc loa này thì nó có trọng lượng lên tới là 22 kg. Loa có chiều cao là 70. Các bác nhớ nhé, cao là 70, ngang là 48,6 này. Và sâu của nó là 31 cm. Đó là toàn bộ về cái thông số kỹ thuật của cặp loa Tannoy Citylink TVKVK này được website của hãng công bố. Các bác có thể vào mạng các bác truy cập tra cứu cái thông số của nó rất là cụ thể. Còn ở video clip lần này thì các bác thấy thì chủ yếu em quay qua về cái tình trạng của nó để các bác thấy được rất là rõ về cái độ đẹp của sản phẩm. Và hiện nay thì đối với dòng Citylink T2VK thì bên cửa hàng của chúng em còn hai cặp. Các bác thấy đây là một cặp này. Với tình trạng của nó cũng rất là đẹp. Còn bên này là các bác thấy đây là một cặp RVK Cũng có mức giá là 51, còn nguyên cả chân đế nhá Cũng đều sử dụng bát 25, màng giấy, gân mút Còn đối với dòng này thì nó cũng đều sử dụng màng giấy à, Xin lỗi các bác Đối với dòng này thì dòng RVK này nó sử dụng màng giấy và gân cao su Cũng giống với dòng T2BK cũng đều sử dụng màng giấy và gân cao su Tuy nhiên thì các bác thấy về cách thiết kế nó khác một chút Vì đây là dòng cao cấp hơn so với dòng kép kia. Và một cái ưu điểm nữa cho cặp loa này thì đây là cặp loa có số seri trùng nhau. Đấy, các bác thấy đây là một cặp loa rất là tuyệt vời để các bác chơi, các bác sưu tầm rất là tuyệt rồi. Vừa chơi, vừa bày, vừa ngắm, vừa nhìn, rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì có cả giá trị sưu tầm vì đây là cặp loa còn nguyên chân đế này, trùng seri này và tình trạng của nó thì các bác cũng đã được quan sát rất là cụ thể rồi. Các góc cạnh thì em quay cũng rất là rõ về trên nóc mặt trước cũng như ở phía bên sườn các bác thấy rất là tuyệt vời và cặp loa với tình trạng mỹ mãn như thế này thì có mức giá là 70 triệu đồng các bác thấy một cặp loa như thế này các bác chơi thì các bác không phải lan tăn về hình thức rồi là về chất âm về kiểu dáng cũng như là về cái giá trị siêu tầm nó có đủ mọi mặt các yếu tố tiền là ưu điểm cả và đối với dòng này thì các bác sử dụng những chiếc âm ly của Acufay đấy các bác thấy đây là những dòng 212 này rồi là 307 rồi là 406V hay là những dòng âm ly đèn này thì các bác đánh thì cực phê. Đối với dòng Accuphase nó đem đến âm thanh tiếng rất là mềm và ngọt. Đấy, nghe tiếng của nó rất là đậm đà. Còn đối với dòng đèn thì nó đem đến âm thanh rất là trong sạch, nghe rất là tĩnh. Vậy hiện nay thì những dòng 303 này, 202 này, rồi là những dòng 305 thì bên cửa hàng của chúng em đều sẵn hàng. Các bác thấy ở phía bên này đây là chiếc âm ly Accuphase 305 trơn. Đấy, cũng có mức giá là 46 với tình trạng của nó rất là xuất sắc. Hay là những chiếc âm ly L507S 25 mã phiên bản mặt vàng này rồi là 505UX hay là dòng L505S. Và những dòng uh, Accuphase hay là những bộ kéo đẩy thì bên cửa hàng của chúng em đều sẵn hàng. Các bác có thể kết hợp với cặp đoa tano này thì rất là tuyệt vời. Và ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là một bộ cấu hình mà em cũng đã phối sẵn rồi. Lát nữa thì em sẽ đi vào test âm bộ cấu hình này để các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm của bộ cấu hình này. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa JBL 4412A dòng Studio Monitor, tức là dòng loa kiểm âm. Nó cũng sử dụng 3 đường tiếng, một loa bát có đường kính là 30 cm, một loa trung giấy và một loa chép titan sử dụng một lỗ thông hơi được bố trí nằm ở phía trước. Cặp loa này thì có mức giá là 24 triệu đồng. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc âm ly rất là tuyệt vời để các bác chơi. Đó là chiếc âm ly Denon S10 ba lá mã phiên bản limited. Các bác đều đã biết rồi, phiên bản limited thì bao giờ nó phát hành với số lượng hạn chế, cho nên được các kỹ sư của hãng Denon thiết kế rất nhiều những cái ưu ái, ưu điểm cho dòng model phiên bản limited này. Và chiếc đi này thì nó có công suất tiêu thụ điện là 300W và nó sử dụng 16 con sỏ MOSFET. Chất âm thì đem đến rất là tươi sáng, nghe âm thanh rất là trong trẻo. Và chiếc đi này thì có mức giá là 37 triệu đồng. Ở phía trên thì các bác thấy đây là chiếc đầu CD Denon S13 là mã, đây là mẫu đầu thuộc dòng 2 trong 1. Nó vừa chạy điện CD, ngoài ra nó có tính năng giải mã DAC. Rất là tuyệt vời để các bác có thể sở hữu cho mình chiếc đầu này. Rất là nặng, rất là gấu và chất thì rất là hay. Và chiếc đầu này thì có mức giá là 22. Đây là một bộ cấu hình rất là tuyệt vời. Các bác đều đã biết đối với những dòng loa của JB thì thường thì trước đây thì em cũng đã phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly của Maza này, Lukman này, rồi là Accuphase này, Mark Intok này. Thì các bác cũng đã được thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình đó rồi. Còn ở video clip lần này thì em sử dụng chiếc âm ly Denon phiên bản limited này để kết hợp với cặp loa JBL 4412A. Lát nữa thì em sẽ đi vào test âm để các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này để các bác có thêm trải nghiệm tham khảo về các phương án phối ghép khác nhau khi chúng ta thay đổi các thương hiệu rồi là các model để kết hợp với những dòng loa JBL đến từ Mỹ. Và như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu và quay cụ thể chi tiết về tình trạng của cặp loa Tanoi Sterling kép. Và sau đây thì em à, cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Các bác nhớ các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tập biên xanh đây. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.